Đó là thầy sẽ tài liệu thầy sẽ có bố cục là phần lý thuyết này, tóm tắt lý thuyết, các em nhìn thấy không? Đấy, đây phần lý thuyết. Ghi rất kỹ nhá. Xong rồi phần thứ hai, phần bài tập vận dụng. Bài tập vận dụng này là chúng ta sẽ chữa. Đấy. Các bạn nhìn chưa? Đây là bài tập vận dụng mà chúng ta sẽ chữa. Được chưa? Sau đó chúng ta sẽ có phần bài tập về nhà. Bài tập về nhà thì các bạn làm ở trên app nhé. Các anh chị đã up lên app rồi, giờ mình sẽ không phải khổ nữa. Nhưng mà các bạn làm trên app xong rồi là các bạn nhìn thấy là bộ đề chúng ta có rồi đấy. Bài tập về nhà các anh chị sẽ hướng dẫn các em làm trên app. Ok không? Thì mình làm ở trên app luôn, mình biết được đáp án luôn, mình check được đáp án luôn, không cần phải kiểm tra nữa. Đấy chưa? Còn phần bài tập vận dụng này là thầy sẽ chữa ngay trên lớp. Ok. Đấy, thì bây giờ mình vào cái buổi học ngày hôm nay nhé. Các bạn sẵn sàng chưa? Buổi học ngày hôm nay. Một là mã định nghĩa đồng đẳng đồng phân danh pháp, hai la mã tính chất vật lý rồi. Mình sang cái buổi học ngày hôm nay của mình sẽ học về là ba la mã. Ba la mã của mình là về tính chất học. Ba la mã tính chất hóa học của este. Thế thì tính chất hóa học của este thì nó sẽ có hai phần chính. Một cái phần là tính chất hóa học chung và một cái phần là tính chất hóa học riêng. Mình sẽ xét phần một nhỏ là phần tính chất hóa học chung. Tính chất hóa học chung thì este á, mọi thằng este thì nó đều có chung một cái tính chất hóa học, đó là phản ứng thủy phân. Thì thủy phân của este thì nó sẽ được quyết định bởi là thủy phân trong môi trường axit hoặc là thủy phân trong môi trường kiềm. Thì đầu tiên thì mình sẽ xét là A nhỏ là thủy phân trong môi trường axit. Thủy phân trong môi trường axit A nhỏ, mình sẽ xét thủy phân trong môi trường axit. Thế thì cái thủy phân trong môi trường axit này của este nó có những cái gì đặc biệt? Thì thứ nhất là mình xét về cái tổng quát. Tổng quát thì chúng ta sẽ lấy tổng quát từ những anh este đơn giản mà cơ bản là anh R, CO, O, R phẩy. Thủy phân trong môi trường axit là tác dụng với nước HOH. Được chưa? Thì phản ứng thủy phân trong môi trường axit này là mũi tên hai chiều này, H cộng này, để nó tạo thành RCOOH cộng với lại R phẩy OH. Thầy giảng qua về mặt bản chất để chúng ta nắm được là khi mà thủy phân bằng axit nhá, thủy phân trong môi trường axit này thì này, đấy mình sẽ có một cái này nó gạch ở giữa. CO lấy OH được không ạ? Để tạo thành RCOH. Được chưa? Còn OR lấy H để tạo thành R phẩy OH. Được chưa? Thì đấy là cái bản chất để chúng ta nắm được. Thì trong phản ứng thủy phân trong môi trường axit thì mình sẽ có một cái chú ý đầu tiên. Chú ý số 1. Chú ý số 1. Đó là thủy phân trong môi trường axit nó là phản ứng thủy phân không hoàn toàn hay là thuận nghịch, các bạn nhìn được không? Đấy, thủy phân este. Thủy phân este trong môi trường axit là phản ứng thuận nghịch. Là phản ứng thuận nghịch. Thuận nghịch hay là còn biết tới là không hoàn toàn. Thế thì điều này nó dẫn đến điều gì? Thì điều này nó dẫn đến một cái hệ quả nhá, một cái hệ quả rất quan trọng của cái anh thủy phân này. Thì nó suy ra hệ quả là sản là kết thúc phản ứng thủy phân, có nghĩa là sản phẩm gọi là thủy phân trong môi trường este trong môi trường axit là phản ứng thuận nghịch. Vậy thì sản phẩm của phản ứng thì thường là gồm axit RCOH, ancol R phẩy OH và có gì ạ? Este chưa thủy phân hết.
R-C-O-O-R phải. Đấy, các bạn cần lưu ý này nhá. Sâu hơn một tí xíu nữa thì hai cái anh là R-C-O-H và R-O-H này tan vào nhau. Được chưa? Riêng anh R-C-O-R phải là anh ST thì nó không tan. Suy ra hỗn hợp sau phản ứng phân lớp, phân thành hai lớp, anh ST nổi lên bên trên. Được chưa? Còn hỗn hợp gồm axit, ancol, nước thì chìm xuống phía dưới. Những phần này là những phần rất quan trọng để chúng ta hiểu về mặt bản chất của hóa học. Nên thầy yêu cầu là các bạn phải ghi lại vào vở thật kỹ nha. Phải ghi lại vào vở thật kỹ thì để mình nắm được chắc kiến thức và mình còn giải được các câu thí nghiệm vận dụng cả nha. Thầy giảng cực kỳ kỹ đấy, bởi vì thầy biết là lớp mình có nhiều bạn thi nha. Đấy, cực kỳ kỹ luôn, các bạn nhớ phải học nắm được, sau đó là phải làm các bài tập nữa nha. Phần bài tập của thầy cũng chia giảng rất kỹ. Ok, thế bây giờ mình sẽ có một vài ví dụ để mình viết ví dụ. Một vài ví dụ về phản ứng thủy phân este. Este trong môi trường axit. Mình sẽ có ví dụ đầu tiên là với anh etin acetat. Anh này dễ nhất. Thủy phân trong môi trường axit. Mũi tên 2 chiều, H cộng, phải đun nóng nhẹ nữa các em nhé. Đấy, các bạn thử viết xem nó tạo thành gì. Thứ hai là anh vinin format. Thủy phân trong môi trường axit thì tạo thành gì? Anh thứ ba, thủy phân anh COOC CH3 nối đôi CH2 trong môi trường axit thì tạo thành gì? Nào hỡi các bạn, cùng thử viết cho thầy xem sản phẩm của cả ba cái phản ứng này xem nó tạo thành gì. Viết thầy sản phẩm của cả ba phản ứng này nhá, xem nó tạo thành gì. Căng không? Quá căng. Các bạn cứ làm phứa đi nhá. Đúng hay sai không quan trọng. Đúng hay sai không quan trọng, mà quan trọng là chúng ta dám làm. Các em hiểu không ạ? Đúng với sai không quan trọng, quan trọng là mình có dám làm hay không. Mình dám làm là mình đã thành công rồi nhá. Mình dám làm mình đã thành công rồi. Nào, anh em thường cùng thử cho thầy xem là cái phản ứng đầu tiên này, khi mà thầy thủy phân thằng etin acetat trong môi trường axit thì tạo thành gì? Thầy thủy phân thằng etin acetat trong môi trường axit thì tạo thành gì ạ? Tạo thành gì? Anh này dễ nhất. Thủy phân etin acetat trong môi trường axit là dễ nhất luôn. Không còn cái thằng nào dễ bằng thủy phân etin acetat. Đấy nha, thầy hướng dẫn nhá, thầy hướng dẫn chậm chậm nhá. À rồi, thầy nhìn thấy đáp án rồi, thầy nhìn thấy đáp án của bạn Vân Anh, bạn Quốc Đạt rồi, tốt. Rất tốt. Đây ạ, dành cho những bạn mà mới vào học, mình cứ kẻ cho thầy cái chấm chấm ở đây. Được chưa? Xong mình đọc là CO thì lấy OH. Vậy mình sẽ có là CH3
COOH đúng các em, cộng với anh này còn lại thì lấy H, vậy là cộng với C2H5OH. Quá dễ dàng, đúng không? Rồi, thầy Tuyên Dương, bạn Vân Anh, bạn Quốc Đạt, bạn Phương Minh Nguyễn. Thế là đến anh phản ứng số 2 sao? Anh vinin format mà tác dụng với nước thì tạo thành gì? Thì phân trong môi trường axit thì tạo thành gì? Vinin format nhá. Vinin format thì phân trong môi trường axit thì tạo thành gì? Căng nhỉ. Vinin format thì hơi căng. Căng cực. Tạo thành gì ạ? Anh này là một anh rất hay thi. Rồi, Tiên Dương Nhiên Ân. Rồi, Tiên Dương Quốc Đạt, Tiên Dương Trần Anh Nhật Quang, Quốc Đạt gần đúng. Xị đấy, Nhiên Ân làm tốt đấy, rất tốt. Đây các bạn cùng nhìn đây nhá. Cái anh số 2 là cái anh mà cực kỳ hay thi. Nhá, cực kỳ hay thi à anh số 2. Mình vẫn làm như bình thường thôi. CO lấy OH. HCOOH. Nhưng cái anh thứ hai này này, đúng như bạn cô Đạt viết, thì đầu tiên là nó sẽ tạo thành, đầu tiên là nó sẽ tạo thành là CH nối đôi CH2 và nhóm OH đính đây. Nhưng các bạn phải nhớ thầy một điều nhá, là OH đính và carbon chứa liên kết đôi không bền. Đấy, phải nhớ thầy điều này. OH đính vào carbon chứa liên kết đôi, chứa liên kết đôi thì nó không bền. Và ngay lập tức nó chuyển thành một trạng thái bền hơn. Thì nó chuyển như thế nào? Chuyển đơn giản lắm. Cái H đẩy ra đây, cái nối đôi nó hút lại đây, để nó tạo thành H đẩy ra đây thì nó là CH3. Nối đôi hút lại đây thì nó tạo thành là C nối đôi OH. Hay viết gọn chính là CH3 CHO. Được chưa? Cháu này có tên gọi là ba cái tên: aldehyde acetic là một. Đấy tên gọi đầu tiên. Tên gọi thứ hai là acetan dehyd. Đấy tên gọi thứ hai. Cái thứ ba có tên gọi là etanan. Đấy nha, nó có ba tên gọi. Thầy ghi rất đầy đủ. Ok chưa? Ok chưa? Xịn chưa? Thế nha, đấy là về anh CH3 CHO. Rồi. Thế tương tự, các bạn ghi kỹ vào vở nhá. Thế tương tự anh cuối cùng, anh cuối cùng tạo thành gì? Các bạn cùng làm thử anh cuối cùng xem. Anh cuối cùng thì tương tự nhá. Anh cuối cùng thì tương tự. Tương tự như anh trên. Tương tự như anh trên. Thì tạo thành gì? Sản phẩm của nó là gì? Sản phẩm của nó là gì? Anh cuối cùng tương tự. Anh cuối cùng ạ, thầy cần anh cuối cùng ạ. Anh cùng tạo thành gì? Gợi ý nào. Gợi ý. Đây. Vẫn phải gạch chéo đây. Đúng không? Thì sản phẩm là gì? Anh cuối cùng ạ. Nó vẫn là gì ạ? Nó vẫn là C2H5COH đúng không em? Nhưng này nó cộng với gì đây? OH này. Thì thằng CH3 thì bẻ lên bên trên cho dễ nhìn. CH3 này, C này, OH đúng không? Nối đôi CH2 đúng không? Và nó lại là OH đính vào carbon chứa nối đôi kém bền. Ngay lập tức chuyển thành, đây mình có H về đây, nối đôi hút về đây, vậy nó tạo thành là CH3 C nối đôi O CH3. Và anh này có tên gọi là A C tôn. Hay còn một cái tên gọi khác là propanol. Propanol. Hoặc còn một tên gọi nữa là dimethyl ceto.
nhá. Ba tên: acetone, dimetin, ceton này, hoặc là propanol này. Được chưa? Ba cái tên của nó. Thế thì qua đây, qua đây thì chúng ta sẽ có cái chú ý số 2 nhá. Qua đây chúng ta sẽ có cái chú ý số 2. Qua đây chúng ta sẽ có cái chú ý số 2. Chú ý số 2. Trong cái vấn đề là thủy phân của anh este thì nó sẽ có là gì ạ? Các cái este có dạng, este có dạng, nó có hai dạng. Hoặc là dạng RCOO. Đấy, O này đính liền với carbon chứa nối đôi mà chỗ này chỉ có một H. CH R phải. Đấy chưa? Đây này, chú ý này, cái chỗ này nó chứa thằng H nhá, chỗ này nó chứa thằng H. R phải. Thì khi thủy phân trong môi trường axit, thủy phân trong môi trường axit, thủy phân thì sẽ tạo thành anhít, tạo thành anhít. Và cái anhít thì nó sẽ có dạng là R phẩy, đây thằng H lấy về đây, CH2 CHO. Được chưa? Trường hợp đặc biệt số 2 ít thi hơn, cái thằng số 1 là thi nhiều nhất. Đây này, thằng này là thi nhiều nhất nhá. Đóng khung nó lại. Cái nào thi nhiều nhất thì đóng khung lại. Thằng này thi nhiều nhất. Thằng đặc biệt số 2 là những anh este mà có dạng là RCOO. C chỗ này đính với R1 nối đôi CH gạch ngang R2, thì khi thủy phân thì nó sẽ tạo thành ceton. Dĩ nhiên nó vẫn có axit nhé, nhưng tạo thành ceton. R1 C nối đôi O CH2 R2 thế này ít thi hơn. Đấy, thì đấy là hai cái chú ý tổng cộng ở trong cái bài mà S thủy phân este trong môi trường axit thì chúng ta sẽ có hai cái chú ý quan trọng nhá. Cái chú ý số 1 đấy là cái thường đây này. Thủy phân este trong môi trường axit nó là phản ứng thuận nghịch không hoàn toàn, dẫn đến sản phẩm của phản ứng thì thường nó sẽ bao gồm là cả axit, cả ancol, cả este. Đấy, và cái hỗn hợp sau khi thủy phân thì nó phân lớp. Thế còn đấy, chú ý thứ hai là cái trường hợp đặc biệt trong cái việc mà thủy phân của este trong môi trường axit thì nếu mà nó có dạng là có nối đôi gắn với carbon thì mình phải cẩn thận với lại dạng tạo thành anhít và dạng tạo thành ceton. Nha các bạn nhớ nhá. Đây là sau phần 1 nhỏ là thủy phân trong môi trường axit. Bây giờ mình sẽ sang phần 2 nhỏ là thủy phân trong môi trường kiềm, hay còn được biết đến là phản ứng xà phòng hoại. 2 nhỏ là thủy phân trong môi trường kiềm. Thủy phân trong môi trường kiềm, hay mình còn được gọi dưới một phản ứng khác là phản ứng xà phòng hoại nhá. Thế cái thủy phân trong môi trường kiềm ấy thì bản chất của nó, thì trong dung dịch kiềm là có nước mà, nên bản chất của nó, đầu tiên mình nắm được bản chất. Bản chất của thủy phân trong môi trường kiềm là este nó thủy phân trong môi trường nước trước. Mũi tên hai chiều để tạo thành RCOOH cộng R'OH. Rồi cái hỗn hợp này mới cho tác dụng với NaOH để tạo thành RCOONa. Được chưa? Và R'OH giữ nguyên và cộng với nước, và nước ở đây triệt tiêu cho nhau,
Được chưa? Thế thì từ cái bản chất này thì mình mới suy ra được tổng quát. Tổng quát đây thì thay vì như vậy thì thầy cho một phát RCOH cộng với NaOH luôn. Đúng không ạ? RCOOR phải cộng với NaOH thì có phải ngay lập tức nó tạo thành RCOONa cộng R phải OH hả? Đấy, đầu tiên tạo thành R. Chúng ta hiểu nó tạo thành RCOOH nhưng sau đó tác dụng với NaOH thì tạo thành RCOONa luôn. Đấy thì về mặt bản chất nó là như thế. Nha. Lúc nào thì giảng chúng ta cũng sẽ có hai cái, một cái là bản chất, một cái là tổng quát. Thế thì mình ngay lập tức mình sẽ có cái chú ý số 1. Chú ý số 1. Chú ý số 1 của thủy phân của xà phòng là chú ý số 3 của phần tính chất hóa học của este. Thì chú ý số 3 này là este thủy phân trong môi trường kiềm. Trong môi trường kiềm là phản ứng hoàn toàn. Có nghĩa là kết thúc phản ứng chỉ thu được muối và ăn cụt. Nha. Đấy, thế bây giờ mình sẽ có một vài ví dụ. Ví dụ là viết phương trình phản ứng thủy phân của các este sau trong môi trường kia. Mình cứ lấy anh este dễ nhất đi. Là anh CH3COOCH3 thủy phân trong môi trường kiềm NaOH xem tạo thành gì. Các bạn cũng viết phương trình với thầy nhá. Ghi rõ anh số 1 này đi. Tiếp theo là anh số 2. Là anh C2H5COOCH nối đôi CH2 thủy phân trong môi trường cao hắt thì tạo thành gì? Anh số 3. Anh HCOO C6H5 thủy phân trong môi trường kiềm thì tạo thành gì? Bài. Các bạn làm thử xem đáp án gì. Bài, các bạn làm thử xem đáp án gì hay không? Quá xịn. Quá xịn gì nữa. Một, ôi, Nhật Ân làm nhanh thế. Good job em, rất tốt. Các bạn khác đâu ạ? Có ba cái này chúng ta phải luyện tập làm thật nhiều à. Làm thật nhiều mới xịn được. Liên tục làm, liên tục comment, liên tục ra đáp án. Các bạn luyện tập đi nhá. Phải làm nhiều mới xịn được. Nào anh này. Đây, nếu mình chưa quen mình cứ làm cho thấy cái dấu này là mình quen nhá. Vậy đầu tiên nó sẽ tạo thành gì? Đây, đánh nhá, CH3COH thì nó sẽ tạo thành CH3COONa. Đúng không? Và cộng với CH3OH. Ok chưa? Ok nhá. Xong một cháu. Bây giờ đến cháu thứ hai. Cháu thứ hai tạo thành gì? Cháu thứ hai vừa mới làm ở bên trên xong. Cháu thứ hai vừa làm bên trên xong ạ. Vừa mới ngơi tay ở bên trên xong. Lớp mình chọn đáp án gì cháu thứ hai nào? Dễ mà đúng không? Đây, lại cũng ở đây, vậy là CO lấy OH
cộng với K. Chỗ này chú ý là K nhé, chứ không phải NA nhé. C2 H5 COOK, nhớ chưa? Và chỗ này quen rồi này, oxy đính vào carbon H chứa nối đôi thì nó sẽ tạo ngay lập tức tạo thành CH3CHO, được chưa? Nhớ kỹ. Và sau này lý thuyết có hỏi thì anh này còn có khả năng trắng hương nhá. CH3CHO khả năng trắng hương mà. Được chưa? Rất dễ đúng không em? Đấy, mình làm nhiều là nó quen. Anh số 3. Anh số 3 tạo thành gì? Anh số 3 tạo thành gì ạ? Anh số 3 quan trọng lắm, anh số 3 rất quan trọng luôn, anh số 3 tạo thành gì? Đây, rất hay thi ở anh số 3 nhá. Và sau chúng ta sẽ có hẳn một dạng bài nghiên cứu về anh số 3 này. Đây, HCOO. HCOO. C6H5. Thì nó sẽ tạo thành gì đấy? Đấy, vẫn là HCONA thôi. À, anh biết điều này rồi. Và nhiều bạn nó sẽ tạo thành là C6H5OH. Và nếu bạn ghi tạo thành C6H5OH là ba bạn bị sai. Bởi vì này, các bạn nghe thầy phân tích này. Bởi vì C6H5OH tên của nó là phenol. Và phenol thì nó có tính axit. Nó có tính axit. Nên nó tác dụng tiếp với NaOH để nó tạo thành sản phẩm là C6H5ONA. Các bạn nhớ chưa? Nhớ kỹ nhá, nhớ kỹ chỗ này nhá. Không là sai nhá. Và nước này. Chính vì vậy nên suy ra cái sản phẩm này này phải viết là tạo thành HCOONA cộng C6H5ONA cộng H2O. Các bạn nhớ chưa? Đấy, nhớ thật kỹ những cái gì thầy nói. Và ở đây mình sẽ có cái chú ý số 4. Đây mình sẽ có cái chú ý số 4. Chú ý số 4. Là thủy phân este trong môi trường kiềm mà có dạng là RCOOC6H4R phẩy. Dạng này còn được gọi là este của phenol. Dạng này còn được gọi là este của phenol. Thì nó sẽ tác dụng với NaOH, sẽ ăn 2 NaOH, chỗ này 2 nhá, để tạo thành 2 muối RCOONa cộng R'C6H4ONa cộng H2O. Và như chúng ta nhìn thấy thì chỉ duy nhất este của phenol thì khi tác dụng với NaOH thì sinh ra nước. Chính vì vậy nên dấu hiệu để nhận biết được một anh có phải là este của phenol trong phản ứng thủy phân hay không, đó là nước. Có nghĩa là cứ sinh ra nước thì phải cẩn thận, nó là este của phenol. Và hơn nữa còn một điều đặc biệt nữa, đó là cứ este của phenol thì ăn 2 NaOH. Mà nó là este đơn chức mà ăn 2 NaOH thì nó là este của phenol. Được chưa? Đấy. Thì trên đây là toàn bộ cái phần về tính chất hóa học chung của bọn este mà thầy hướng dẫn các em nhá, các bạn phải nắm được hết nhá, nắm thật kỹ nhá. Bây giờ mình sang hai nhỏ tính chất hóa học riêng, tính chất riêng. Thì tính chất chung của este thì nó phụ thuộc vào nhóm chức. Nhóm chức đặc trưng của este là nhóm chức COO. Thế còn lại tính chất riêng của este thì nó phụ thuộc vào gốc. Thì cái top 1 cái phụ thuộc vào gốc ấy, đó là phản ứng tráng gạt bạc. Tráng bạc hay còn được biết tới là tráng gương. Thì ở đây các em chỉ cần nhớ
là este có dạng hay là mọi chất có dạng đi, mọi chất có dạng là HCOO R phải thì đều có khả năng tác dụng với, đều có khả năng tác dụng với AgNO3 trong NH3 và sinh ra hai bạc. Đấy. Mọi chất nhé. Mọi chất có dạng như vậy. Ồ. Cái màu sai. Mọi chất có dạng. Đóng khung lại. Mọi chất có dạng HCOR phải tác dụng với AgNO3 trong NH3 thì đều sinh ra hai bạc. Được chưa? B nhỏ. B nhỏ là trong gốc chứa nối đôi CC. Gốc chứa nối đôi CC thì nó sẽ có tính chất hóa học tương tự như anken. Thì nó sẽ có tính chất hóa học tương tự như anken. Nhá. Nó sẽ có tính chất hóa học tương tự như anken. Tương tự như anken là gì? Thứ nhất là nó sẽ có phản ứng cộng. Ví dụ như vinin format CH nối đôi CH2, nó sẽ có phản ứng cộng với hydro xúc tác niken nhiệt độ để tạo thành HCOO. Đấy, H2 cộng vào đây. CH2 CH3. Được chưa? Đấy là phản ứng cộng hydro. Làm mất màu dung dịch brom ở điều kiện thường. HCOO CH nối đôi CH2 cũng cộng với brom ở điều kiện thường để tạo thành HCOO CH CH2 BR BR. Đấy nó là mất màu dung dịch brom ở điều kiện thường. Ok chưa? Nhớ ghi đầy đủ vào. Và còn một phản ứng nữa cực kỳ đặc biệt. Đấy là phản ứng trùng hợp rất hay thì. Phản ứng trùng hợp rất rất hay thì. Nha. Thì cái phản ứng trùng hợp này thì mình sẽ có là anh metin mes acrylat CH2 nối đôi C này. CH3 này. COO CH3 này. Chúng ta nhìn thấy là nó có nối đôi CC này. Thì nó dễ bị trùng hợp với nhiệt độ, áp suất, xúc tác để tạo thành đây CH3 COO CH3 chia cái hàng trước, chia cái hàng sau, nó đối đứt ra rồi mà. N lần. Thì anh này được gọi là poly methyl mes acrylat, hay còn được biết tới đến là thủy tinh hữu cơ. Thủy tinh hữu cơ. Được chưa? Hay còn được gọi nữa là plexiglass. Monomer của nó tên là methyl mes acrylat. Đấy, thì anh này phải nhớ. Anh này rất hay thì. Nha. Rất thay thì. Ôi thôi chết rồi. Rất rất thay thì luôn. Ôi vẫn vẫn bị kẻ lệch ạ. Rồi. Đóng khung này lại.
nhá. Được chưa? Vậy trên đây là thầy vừa mới hướng dẫn cho chúng ta hết toàn bộ kiến thức lý thuyết về tính chất hóa học của bọn Neste. Rồi mình sang phần cuối cùng, phần 4 La Mã là ứng dụng điều trị. Ứng dụng điều trị. Thì trong tài liệu mình có rồi. Nhờ. Một nhỏ ứng dụng. Thì cái này trong tài liệu thì ghi đủ lắm rồi. Nhá. Thì este đầu tiên thì nó được sử dụng làm hương liệu. Đúng không? Cái đây mình không có gì phải chối cãi với nhau nữa. Nhờ. Este đầu tiên thì nó được sử dụng làm hương liệu rồi. Hương liệu thì ai chả biết nó là hương liệu như nào rồi. À, ví dụ như là isoamin acetat thì được sử dụng làm gì ạ? Isoamin acetat thì được sử dụng làm dầu chuối, đúng không ạ? Guaranin acetat thì được sử dụng làm nước hoa hồng, bla bla đấy. Ngoài ra, đầu tiên là được sử dụng làm hương liệu này. Thầy ghi tóm tắt thôi. Thứ hai là nó được sử dụng làm dung môi, bởi vì nó có khả năng hòa tan những cái chất khác, những chất hữu cơ khác, nên nó được sử dụng làm dung môi. Thứ ba chúng ta vừa học xong nó làm thủy tinh hữu cơ, hay còn được gọi là chất dẻo đấy. Đó. Vân vân, còn nhiều cái khác nữa. Thì để ứng dụng. Hai nhỏ điều chế. Thì điều chế este nhá, điều chế este thì Bộ Giáo dục thì chỉ yêu cầu chúng ta học mỗi cái điều chế este là điều chế este đi từ ancol, acid và ancol thôi. Đấy là đi từ RCOOH cộng với R phẩy OH mũi tên hai chiều H cộng đun nóng nhẹ để tạo thành RCOOR phẩy. Đấy là Bộ Giáo dục yêu cầu. Nhưng có hai cái vấn đề, có hai cái vấn đề mà Bộ Giáo dục đã giảm tải nhưng các thầy cô trên lớp vẫn dạy. Đấy là điều chế este vinin acetat COOH cộng với acetylen để tạo, đây là phản ứng cộng nhé, không phải phản ứng tan hóa. CH3COO, em tưởng tượng CH3CO này cộng với thằng CH này thì tạo thành CH này nối đôi này. CH2. Thế này là vinin acetat. Thế này giảm tải đấy nhá. Nhưng trong một số đề các thầy cô vẫn đề cập. Nên thầy cứ cho ghi cho các em. Nhá, cái này giảm tải là không có trong đề thi của bộ. Nhưng trong cái đề thi ở trên lớp của em hoặc cả trong cái đề thi thử thì sẽ gặp. Thế này thầy ghi tại tại đây. Thì cái anh vinin acetat là không thể điều chế được bằng phương pháp este hóa, không thể điều chế được bằng phản ứng este hóa nhá. Mà nó chỉ được điều chế bằng phản ứng cộng thôi. Được chưa? Đấy, những anh mà đuôi vinin này này là không thể điều chế bằng phản ứng este hóa được. Suy ra các este của vinin thì không thể điều chế từ phản ứng este hóa mà điều chế từ phản ứng cộng. Được chưa? Còn một cái nữa, đó là điều chế este của phenol. Điều chế este của phenol. Thì riêng cái anh este của phenol ấy thì cũng điều chế không phải từ phản ứng este hóa. Thì không điều chế từ phản ứng este hóa. Mà este của phenol thì lại được điều chế từ phản ứng mà cho anh axit tương ứng, ví dụ như CH3COH. Sorry ạ, cho phenol tác dụng với anhydride tương ứng. Cho phenol C6H5OH tác dụng với anhydride tương ứng CH3CO tất cả hai lần O để tạo thành CH3COOC6 H5. Được chưa? Đấy thì đấy là một vài cái chú ý. Thì cái anh này cũng giảm tải rồi. Ghi vào đây để cho các bạn biết thôi. Các bạn nắm được rồi.
Ok. Đấy, thì trên đây. Đấy, thì thầy qua 4 buổi học, thầy đã hướng dẫn cho chúng ta xong toàn bộ về cái phần kiến thức lý thuyết và một vài cái dạng câu hỏi hay gặp của bọn ST. Bây giờ chúng ta đi vào luyện tập một chút về phần tính chất hóa học. Và sang buổi sau chúng ta bắt đầu đi chia dạng về bài tập ST nha. Giờ chúng ta đi luyện tập một chút về tính chất hóa học. Đấy, nãy dạy rất kỹ rồi, đúng không? Có đúng như lời thầy đã nói không? Học thầy không cần đi học thêm ở đâu cả, có khéo cũng chẳng cần học ở trên lớp luôn. Học thầy nó xịn vậy. Hiểu đến tận chân tơ, kẽ tóc, mọi vấn đề luôn. Nào anh em cùng làm luôn rồi. Có mẹ đáp án luôn, câu 1 đáp án gì? Làm nhanh và luôn. Câu 1 ạ. Phần tính chất hóa học nha. Câu số 1, phản ứng thủy phân este trong môi trường kiềm khi đun nóng thì được gọi là gì? Thì được gọi là phản ứng xà phòng hóa. Chính xác. À, câu 2 nào, câu 2 nào. Một este có công thức phân tử là C3H6O2, nó lại có phản ứng tráng gương với Ag đố 3 trong NH3, thế mới nhỏ. Công thức cấu tạo của este đó là công thức nào? Este nào có phản ứng tráng gương? Những este kiểu gì có phản ứng tráng gương? Ok Nhiên Ân, ok Trần Anh Nhật Quang, ok Nguyễn Hải Thị Hải Ly, rất tốt. Câu 2 nào. Những anh nào có phản ứng tráng gương ạ? Tất cả những anh có dạng đầu là HCOO thì đều phản ứng tráng gương. Thế đây là C3H6O2 thì nó chỉ còn là C2H5 thôi, đúng không em? Đúng chưa? Dễ chưa? Vậy nó sẽ là HCOOC2H5 nhá. Vậy đáp án đúng của chúng ta nó là đáp án A, HCOOC2H5. Ok, good job. Câu số 3 nào. Câu số 3 nào. Khi thủy phân este vinil acetat trong môi trường axit thì thu được những chất gì? Thế có phải là ở đây là chúng ta phải gọi được tên vinil acetat thì mình mới làm được, đúng không? Đúng chưa? Mình gọi được tên nó. Thế giờ mình phải viết được cái công thức của este vinil acetat à? Este vinil acetat CH3 COO CH nối đôi CH2. Đây là este vinil acetat này. Thủy phân trong môi trường axit HOH này, mũi tên hai chiều này, H cộng này, thì tạo thành CH3COOH cộng với CH3CHO. Vậy tên gọi nó là gì? Axit acetic và aldehyde acetic. Đúng không em? Vậy đáp án đúng chúng ta nó là đáp án B, bỏ. Rất dễ. Câu số 4 ạ. Câu số 4. Số 4 đáp án gì? Lại một phản ứng thủy phân nhỉ. Đun nóng este HCOOCH3 với một lượng vừa đủ dung dịch NaOH thì sản phẩm thu được là gì? Đun nóng este HCOOCH3 với một lượng vừa đủ dung dịch NaOH thì sản phẩm mình thu được là HCOONa cộng với lại CH3OH. Đúng không ạ? Vậy đáp án đúng của chúng ta nó là đáp án B, bỏ. Ok, quá dễ. Câu 5 nào. Câu 5 nào. Câu 5. Thầy xin phép là câu 5 là câu cuối cùng trong buổi học tối nay nhé. Còn lại để cho từ câu 6 cho đến câu số 20 thì để cho các bạn về nhà làm. Được không ạ? Câu 6 đến câu số 20 để về nhà làm buổi sau thầy chữa. Đun nóng este CH3COOCH5 với một lượng vừa đủ dung dịch NaOH thì sản phẩm thu được là gì? CH3 này, COO này, C2H5 này, mà đun nóng với NaOH này thì có phải mình sẽ thu được là CH3COONa cộng với lại C2H5OH, đúng không ạ? Vậy thì đáp án đúng của chúng ta là đáp án B.
Rồi, ok. Ok, thầy sẽ chữa cái bài tập về nhà của buổi trước. Đây là bài tập về phần tính chất hóa học. Buổi trước mình làm từ câu số 1 đến câu số 5 rồi. Bây giờ mình sẽ chữa bắt đầu từ câu số 6 trở đi. Đấy chưa? Rất là mong muốn là cả lớp mình cùng comment đáp án xuống phía dưới nhá. Câu số 6 ạ. Thủy phân este trong môi trường kiềm thu được natri acetat CH3 COONa và ancol etilic C2H5OH. Và bây giờ đề bài hỏi chúng ta là công thức của x là, thì công thức của x của chúng ta nó sẽ là để nó góp, để nó gộp lại đúng không ạ, thì nó sẽ phải là CH3 COO C2 H5. Được chưa? CH3 CO CH5. Vậy đáp án đúng là đáp án D. Ok. Comment đáp án câu số 7 nào. Đun nóng este này một lượng vừa đủ dung dịch NaOH thì sản phẩm thu được là, đây là phản ứng thủy phân nhỉ. CH3 này nối đôi này CH này COO này CH3 này đun với một lượng dung dịch NaOH này thì mình tạo thành gì các em? Đây phản ứng thủy phân hoàn toàn nhé, bởi vì đây là cái môi trường dung dịch kiềm mà, thì nó sẽ tạo thành là CH3 nối đôi CH COO Na cộng với lại CH3 OH đúng không các em? Thế vậy thì đáp án đúng của chúng ta nó là đáp án gì các em nhỉ? Ok, đáp án A chính xác. Rất tốt. Một este có công thức phân tử là C4H6O2 khi thủy phân hoàn toàn trong môi trường axit thì thu được acetaldehyde, thì công thức của acetaldehyde nó sẽ là CH3 CHO. Đấy. Thế đề bài hỏi là công thức cấu tạo thu gọn của este đó là. Thế thì mình có này, cái anh này này mà thủy phân này thì sẽ sinh ra được là CH3 COH cộng với lại CH3 CHO đúng không? Vậy đáp án đúng chúng ta nó là đáp án C. Ok men. Chính xác nhá. Câu số 9 ạ. Câu số 9 các bạn lớp mình chọn gì ạ? Chất Y có công thức phân tử là C4H8O2. C4H8O2 cho Y tác dụng với NaOH. Cho Y tác dụng với NaOH. Sinh ra chất Z có công thức là C3H5O2 Na. Được chưa? Đề bài học công thức cấu tạo chất Y. Thế thì bây giờ mình dùng bảo toàn nhá. Đây là 4 này, trừ đi 3 này, các bạn nhìn kỹ nhá. Thì còn 1 này, 8 này, cộng với 1 là 9 này. 9 trừ 5 là 4 này. H4 này. O2 này, cộng O1 là O3 này, trừ O2 còn O này. Thế thì cái anh CH4O này nó có phải chính xác nó là CH3OH không? Đúng không? CH4O này nó đúng là CH3OH đúng không? Thế vậy thì ngay lập tức mình sẽ suy ra được là anh này có dạng là COOCH3 đúng không? Đúng không? Và với cái dạng là COOCH3 thì nó sẽ là gì? C2H5 COOCH3 đúng không? Vậy thì đáp án đúng của chúng ta nó sẽ là đáp án C đúng không? Ok, chính xác. Rất tốt. Tiến dưới tất cả các bạn đã comment đáp án C nha. Câu số 10 nào. Câu số 10 ạ. Câu số 10 nào. Hợp chất hữu cơ Z có công thức phân tử là CnH2nO2 không phản ứng với natri thì cái này nó không phải là axit, tương đương với lại bỏ thằng axit đi nhá, các bạn nhớ chưa, bỏ thằng axit đi. Đun nóng với axit vô cơ thu được hai hợp chất hữu cơ X và Y. Oxy hóa X bằng CuO, đây thì cứ ghi ra Z là CnH2nO2 được chưa. Đun nóng với axit vô cơ, vậy là thủy phân trong môi trường nước thì thu được hai hợp chất hữu cơ X và Y. Oxy hóa X bằng CuO thì thu được acetaldehyde CH3 CHO. Y thì có phản ứng trắng gương là tác dụng với AgNO3 trong NH3 thì sinh ra bạc. Đúng không ạ? Đề bài hỏi chúng ta là công thức cấu tạo của X là gì? Công thức cấu tạo của X. Thế thì chúng ta phải hiểu một điều này nhá. Anh X mà tác dụng với COO ra được CH3 CHO và anh X phải là ancol. Và từ đó mình suy được luôn anh X của chúng ta nó phải là anh CH3 CH2 OH. Đấy, anh X chúng ta bắt buộc phải thế. CH3 CH2 OH. Nhá. À đây không phải là hỏi anh X đâu, đây là chắc là hỏi là anh Z. Đây chắc hỏi anh Z rồi. Anh Z là gì chứ không phải anh X là gì? Z là sorry cả lớp. Thế anh X là CH3 CH2 OH thì bởi vì như vậy thì nó mới tác dụng với COO để tạo thành CH3 CHO.
Thế còn anh Y tác dụng với Ag NO3 trong NH3 là thành bạc ấy, thì chắc chắn 100% anh Y chúng ta phải là axit HCOH. Vậy suy ra HCOOC2 H5. Được chưa? Vậy đáp án đúng của chúng ta nó là đáp án D, HCOOC2 H5. D nhá. Ngon lành cành đào gì nữa. Đúng không? Câu này khó với các em à? Các em có thấy câu này khó không? Thực ra thì đi thi thì những cái câu như này chúng ta sẽ gặp nhiều đấy nhá, nên chúng ta cố gắng ở đây những cái câu này của thầy thầy sắp xếp vào đây là để chúng ta rèn luyện tư duy, rèn luyện tư duy. Ý của thầy là muốn chúng ta rèn luyện tư duy. Là câu số 11 ạ. Thủy phân este X4H6O2 có mặt xúc tác axit vô cơ thu được hai sản phẩm hữu cơ. Oxy hóa sản phẩm này thì thu được sản phẩm kia, các bạn chọn đáp án gì? C4H6O2. Thì nhìn từ cái này thầy có ý là chúng ta đã phải suy được là trong phân tử của nó có một nối đôi CC. Đúng chưa? Và đơn chức. Và đơn chức. Một nối đôi CC và đơn chức. Đấy, mình phải hiểu điều đó. Thế bây giờ thủy phân thằng X này với xúc tác axit vô cơ C4H6O2 xúc tác axit vô cơ thu được hai sản phẩm hữu cơ, thế cái đặt một sản phẩm là X, một sản phẩm là Y, oxy hóa sản phẩm này thì thu được sản phẩm kia. Vậy điều này tương đương với việc nhá, đây này, oxy hóa sản phẩm này thì thu được sản phẩm kia, thì nó tương đương với việc là hai sản phẩm này phải cùng carbon. Vậy anh X này có hai carbon và anh Y này có hai carbon, mà từ thằng X chuyển được thành thằng Y. Thế thì lúc nào thủy phân trong môi trường axit nó phải sinh ra một thằng axit, mà axit có hai carbon. Vậy mình nghĩ ngay nó là CH3 COOH. Anh X anh này có một đôi đôi CC thì nó không nằm ở trong thằng CH3 COOH được. Vậy chắc chắn nó nằm bên trong thằng X. Vậy để nằm trong thằng X thì X chỉ còn một cái khả năng, nó chỉ có thể là CH3 CHO và cái anh este, sorry đây là X phải đi để không bị nhầm. Vậy este X của chúng ta nó sẽ là CH3COOCH nối đôi CH2. Đúng không ạ? Đấy, còn lại tinh ở chỗ này nhá. Vậy đáp án đúng của chúng ta nó là đáp án B bỏ. Chỗ này nó luyện cho chúng ta tư duy nhá các em nhá. Các bạn đừng có sợ những câu như này. Thầy khá là buồn khi mà với cái câu 11 này lớp mình rất ít bạn comment đáp án. Thực sự nhá, những cái đề này này, thầy soạn nó là mới toanh luôn. Nó là mới toanh luôn đấy. Nó là tổ hợp từ những cái bài, những cái quá trình xây dựng tư duy của thầy trong quá trình thầy dạy óp 10 năm nay. Các em ạ, 10 năm dạy óp mà thầy trẻ này. Thầy 31 tuổi, sinh năm 92. 10 năm dạy óp là thầy dạy óp từ năm 2000. Hôm nay là hơn 10 năm dạy óp đấy. Thầy bắt đầu dạy óp từ năm 2011. Từ hồi năm 2 đại học đến bây giờ là 10 năm, 10 11 năm dạy offline. Ai cũng nhìn thầy trẻ không nghĩ là thầy dạy offline như vậy. Thế em nhìn thấy nếu mà là xét về những cái giáo viên mà có học sinh thi được top 1 khối B cả nước thì chắc chắn mặt của thầy là người trẻ nhất. Tại vì làm sao? Tại vì là thầy dạy off 11 năm nay rồi. Cái tuổi nghề nó đã rất là lớn rồi. Nên là những cái câu này nó xây dựng cho chúng ta những cái tư duy logic rất là sâu. Nên thầy rất rất mong muốn tất cả các bạn, bạn nào mà chưa làm bài tập về nhà, rút kinh nghiệm. Nói thật với bọn em là cái việc mà kiểm tra bài tập về nhà của các em thì làm thì thầy đăng lên đấy là để cho các bạn có ý thức vào thôi. Bởi vì lớp thì càng ngày số lượng sẽ càng tăng nhanh. Thì thầy 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 rất mong muốn là các bạn làm. Thôi bây giờ thế này đi, bắt buộc phải có kiểm tra, không kiểm tra không được. Thì thế này đi, các bạn làm ở trên app cũng được, mà các bạn làm ở giấy cũng được, nhưng các bạn phải ghi đáp án vào bên trong một cái quyển vở, ghi và ghi 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 bài học của mình đấy. Một cái vở ghi, mình chỉ cần một quyển học, thầy cần một quyển thôi nhá, một quyển ghi lý thuyết này, giải bài tập về nhà đấy là nháp, nháp luôn trong đấy cũng được, hoặc lấy nháp được. Thì khi mà giải, các em tập trình bày cách giải luôn đi, là xoay ngang tờ giấy ra, ghi câu ví dụ câu 11 này giải như này, được chưa?
Không cần chụp đề, chụp cái phần giải đây này. Chụp phần nháp cho này. Để kiểm tra. Ok. Bây giờ app cũng được, các em thích làm trên app cũng được. Nhưng mà thầy đăng đề thì ở cuối đề của thầy có phần bài tập về nhà. Và thầy sẽ kiểm tra phần đấy. Nhá. Chứ còn nếu mà thực sự mà nói đang mà để cho các em tự giác thì chắc chắn là các em không tự giác đâu. Thầy biết điều đấy. Mặc bây giờ thầy ở xa này thì không có cách nào thầy kiểm tra. Nếu chứ các em mà học off thầy, thầy cầm đo thầy vụt. Chỉ có vụt mới thành thiên tài được thôi. Và thầy sẽ quản trị cái đấy rất kỹ. Và cái việc mà đăng lên đấy, thầy sẽ bắt đầu làm lại cái việc là đăng lên fanpage của thầy. Kiểm tra bài cũ, kiểm tra bài tập về nhà. Đăng lên fanpage rồi. Kiểm tra vở ghi cũng đăng trên fanpage rồi. Ok không? Các bạn đồng ý không? Và bạn nào không làm thì sẽ bị kích ra khỏi nhóm Zalo trong vòng một tuần. Thầy chưa nghĩ là được hình phạt nào hay hơn. Các bạn nghĩ là được hình phạt nào hay hơn thì có thể nói hay là hình phạt chưa làm bài tập về nhà là hít đất đi. Quay video hít đất 20 phát gửi vào trong nhóm lớp. Không làm bài tập về nhà. Không làm bài tập về nhà thì phải quay video hít đất. Hít đất 20 cái. Nhẹ nhàng vậy thôi. Không làm bài tập về nhà thì phải rèn luyện cho sức khỏe. Bạn Dương Chí Dũng bạn ấy hỏi là nộp bài tập ở đâu vậy thầy? Thì ví dụ nhá, tối nay sau khi lại dậy xong thì sẽ đăng một cái bài là chụp ảnh và ghi nhá. Chụp ảnh và ghi lại. Thế thì các em sẽ đăng cái đấy ở bên trên fanpage của thầy, fanpage Hóa học Thầy Minh. Còn bài tập về nhà cũng sẽ ở trên fanpage Hóa học Thầy Minh. Thì thầy sẽ đăng một cái tút về cái kiểm tra bài tập về nhà vào 12 giờ của hôm sau. Thì bởi vì là cái việc mà các em làm bài tập về nhà vào hôm sau là nó tốt nhất cho các em mà. Thì 12 giờ sáng hôm sau, ví dụ như là hôm nay học này, thì bắt đầu 12 giờ trưa ngày mai thì sẽ đăng một cái tút là nộp bài tập về nhà vào đây. Và các bạn sẽ bảo nhau nộp bài tập về nhà ở phần đấy, ở phần comment này. Ok. Ok nhá. Đét tay, làm dấu luôn. Uy tín luôn. Mình phải như thế mình mới thành công được các em ạ. Chứ không là không thành công được đâu. Thầy coi như một cái kiểm tra cho các em. Nhá. Ok nhá. Thôi tiếp tục ạ, câu 12. 12 đáp án gì ạ? 12 đáp án gì ạ? 12 là thủy phân Fe ạ. E có công thức phân tử là C4H8O2, có mặt 24 loãng, thu được 2 sản phẩm cơ XY từ X điều chế trực tiếp ra Y bằng phản ứng duy nhất. C4 ạ. H8 ạ. O2 ạ. Thủy phân trong môi trường axit thì thu được 2 sản phẩm hữu cơ X và Y. Từ X điều chế trực tiếp ra Y bằng một phản ứng duy nhất. Thế thì để từ X điều chế trực tiếp ra Y bằng một phản ứng duy nhất thì khi và chỉ khi X và Y có cùng số nguyên tử carbon. X có 2 carbon, Y có 2 carbon. Mình nhìn anh này nhá, là anh este no đơn hở. Este no đơn. Và do đó là este no đơn hở nên chắc chắn suy ra X, Y đều phải no đơn. Y cũng phải no đơn. Được chưa? Vậy hoàn toàn suy ra thằng X của chúng ta nó phải là thằng ancol, có 2 carbon thì nó là CH5OH. Thằng Y chúng ta là axit thì nó phải là axit no đơn, CH3COH. Vậy suy ra thằng E của chúng ta nó sẽ là CH3COOC2H5. Được chưa? Và tên gọi của E của chúng ta nó sẽ là gì ạ? Etin acetat nhá. Etin acetat, đáp án đúng đáp án gì? Ok các em. Câu 13 nào. Cho hợp X gồm 2 hợp chất hữu cơ no đơn trước mạch hở tác dụng với NaOH cho 2 muối và 1 ancol. 2 chất hữu cơ no đơn trước mạch hở cho 2 muối và 1 ancol XY gồm. Thế thì cái này thì bây giờ thầy phải cho thêm điều kiện thì để cho nó đúng. Còn nếu mà không có điều kiện thì chỗ này là đáp án D là tất cả đều sai. Đáp án D là tất cả đều sai. Bởi vì thế này, cái điều kiện ở đây là, ở đây nó thiếu điều kiện. Nếu mà thêm là cái R2 này khác H này, được chưa? R3 này khác H này thì là cả AB đều đúng các em nhé. Nếu mà thêm hai cái điều kiện dấu đỏ kìa, chữ đỏ kìa, thì là cả AB đều đúng. Nhưng mà bởi vì thiếu hai cái điều kiện đấy nên cả AB đều sai.
Thầy viết phương trình cho các bạn nhìn nhé. Cái này cũng quan trọng đấy. Giả sử như là R2 khác H đi, thì là R1 COO R2 và R3 COO R2 khi tác dụng với NaOH thì mình thu được hai muối R1 COO Na, R3 COO Na và R2OH. Đúng không? Với điều kiện là R2 phải khác H. Chứ không nó thành H2O. Thỏa mãn đúng không? Đúng chưa? Hai muối và một ancol. Thế ý B này cũng đúng này. Nếu mà nó có R3 khác H, R1 COOH, R2 COO R3 cộng với NaOH thì nó sẽ tạo thành là R1 COO Na, R2 COO Na và R3OH. Các bạn nhìn thấy chưa? Vẫn là hai muối của ancol nhé. Thế thì vậy nên đáp án đúng chúng ta đáp án C. Được chưa? Ok. Câu 14 nào các bạn. Cho tất cả các đồng phân đơn trước bạch hở có cùng công thức phân tử là C2H4O2 lần lượt tác dụng với như anh này thì số phản ứng sẽ ra. Thế thì cái câu chuyện của chúng ta ở đây là chúng ta phải viết được là anh C2H4O2 có bao nhiêu đồng phân. Thế thì anh C2H4O2 mà đề bài nói là đơn trước mạch hở thì mình chỉ xét đến đồng phân axit và đồng phân este thôi. Được chưa? Vậy đồng phân axit nó sẽ là CH3COH. Đồng phân este của nó sẽ là HCOOCH3. Natri này, NaOH này, NaHCO3 này. Được chưa? Thế thì CH3COH tác dụng với natri này, tác dụng với NaOH này, tác dụng với NaHCO3 này. Thế nhưng mà anh este á, anh este thì không tác dụng natri đúng không? Chỉ tác dụng NaOH và cũng không tác dụng với NaHCO3 đúng không? Các bạn hiểu không ạ? Mình làm này mình làm nó khoa học. Vậy thì ở đây mình sẽ có số phản ứng xảy ra là có 4 nhá. C4. Ok. Các bạn hiểu không? Thầy có chữa nhanh quá không? Mình sang câu 15 nhá. Câu 15 ạ. Câu 15 các bạn chọn gì? Câu 15 nó gần tương tự như câu 13 nhỉ? Gần tương tự. 15 các bạn chọn gì ạ? Cho hỗn hợp Y gồm hai hợp chất hữu cơ no đơn trước bạch hở tác dụng với NaOH, cả hai chất đều cùng phản ứng. Cả hai chất đều cùng phản ứng nhá. Cho một muối và một ancol thì Y gồm cái gì? Thì Y A này là, mình thử Y A này, là R1 COO R2 R2 COOH. Đó ạ, đều phản ứng nhé. Đề bài yêu cầu phải cùng phản ứng. Cộng với lại NaOH thì ra một muối, thì cái này sai rồi. Cái này ra muối là R1 COO Na và R2 COO Na. Sai chưa? Sai lè luôn. Bỏ luôn A. Vậy mình xem sang đến thằng B. R1 COO R2 và R1 COOH cộng với NaOH thì tạo thành R1 COO Na cộng với R2 OH. Vậy là cái điều kiện ở đây nó phải là gì? Là R2 phải thêm cái điều kiện nữa là khác H. Các bạn nhỉ? Được không ạ? Thì IC này thì anh R1 OH này không tác dụng với NaOH. Vậy thì đáp án đúng của chúng ta nó chỉ có thể là đáp án B, và các bạn thêm cho thầy là R2 khác H nữa nhé. Để mình chọn B. Chứ C nó không phản ứng đấy, cả hai chất đều cùng phản ứng với NaOH. R1OH có phản ứng với NaOH đâu. Ancol có phản ứng. Đúng không? Các bạn lại bị lừa rồi, đáp án đúng đáp án B. Cay không? Cay quá nhỉ. Học lý thuyết này để thầy lừa. Câu 16 nào. Câu 16 ạ. Câu 16 các bạn chọn đáp án gì? Câu 16 nào các em, cùng comment đáp án nào. Cho một mol STX tác dụng vừa đủ với hai mol NaOH, vậy X là dạng nào sau đây? Thế thì để tác dụng vừa đủ với hai mol NaOH thì ít nhất nó phải là ST2 trước. Đây hai trước này. Đây hai trước này. Đây hai trước này. Vậy đáp án là gì? Cả ABC. Được chưa? Câu 17. Một hợp chất hữu cơ X có công thức phân tử là C4H8O2 cho thủy phân X trong môi trường axit thu được hai sản phẩm hữu cơ
thu được hai sản phẩm hữu cơ, coi như nó là Y và Z đi, đốt cháy hoàn toàn thì thu được cùng CO2. CO2 thằng này bằng nhau. Thế vậy thì suy ra Y và Z là có cùng carbon. Được chưa? Thế xong rồi. C4H8O2 có cùng carbon này, hai carbon lấy luôn. 3 với 1 vứt. 3 với 1 vứt. 2 với 2 nhưng thằng này không phải là C4H6O2. Thằng này là không phải C4H8O2, nó là C4H6O2, nó khác mà. Được chưa? Vậy câu 17 đáp án đúng, chúng ta đáp án C nhé. Ô, nhiều bạn chưa làm đến đây à? 18 nào các em? 18 nào? Este nào sau đây tác dụng với NaOH theo tỷ lệ mol 1:2 ạ? Este nào sau đây tác dụng với NaOH theo tỷ lệ là mol là 1:2 ạ? Và sản phẩm chỉ tạo ra gồm có muối và nước. Đầu tiên mình nhìn nha, muối và nước, nước như buổi trước thầy dạy về mặt lý thuyết thì thấy nước nó là gì? Nó là có este của phenol đúng không các em? Mà cả tác dụng với NaOH theo tỷ lệ mol 1:2 đấy thì chắc chắn nó là este phenol luôn. Anh này có tác dụng với este, có tác dụng với NaOH theo tỷ lệ mol 1:2 nhưng mà nó không sinh ra nước. Đó. Anh này không phải este phenol tỷ lệ 1:1. Đây này. Cộng NaOH tạo thành CH3COONa cộng với C6H5ONa cộng với H2O. Được chưa? Vậy đáp án đúng chúng ta đáp án C nhá. Sau này lúc chúng ta học ấy, thầy sẽ có một cái chuyên đề riêng biệt về este của phenol, nó là cái dạng số 4 để chúng ta làm bài tập. Đúng không ạ? Câu 19 ạ. Este etin acetat có được điều chế từ phản ứng giữa thằng nào và thằng nào? Este etin acetat nó đi từ CH3COOCH5 các em nhé. Thì vậy là nó sẽ phải đi từ thằng axit tương ứng và thằng ancol tương ứng. Đúng không ạ? Vậy thì nó sẽ đi từ anh axit là gì? CH3COOH đúng không em? Và ancol tương ứng nó là C2H5OH đúng không? Vậy đáp án đúng của chúng ta nó là đáp án B bỏ. Ok, chính xác. Rồi, 20 nhé. Poly, chỗ này thiếu chữ L. Vinyl acetat và polymetin metaclat lần lượt là sản phẩm trùng hợp của, thì polyvinyl acetat là sản phẩm trùng hợp của vinyl acetat. Vinyl acetat CH3COO CH nối đôi CH2. Được chưa? Bỏ anh này nhá. Còn polymetin metacrylat nó sẽ là anh này đúng không? Đây. Vậy anh này bỏ rồi thì xuống bên dưới hai này giống nhau. Vậy đáp án chúng ta là đáp án C. Ok, vậy là thầy đã chữa xong cái phần bài tập về phần tính chất hóa học cho các em nhá. Ok ạ.